Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay mai vàng vườn của Trang cho anh chị em mình giao lưu thêm một số loại mai ha. Và báo mã số ở cuối clip thì em sẽ mượn Trang tư vấn cho anh chị em mình những cái cây trong clip ngày hôm nay. Anh chị em mình xem mình thích cái loại nào, cây nào, mã số mấy, anh em sẽ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên cái tiêu đề để gặp chủ vườn giùm em nha. Bây giờ em sẽ mượn Trang nó tư vấn cho anh chị em mình nha. Dạ em xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay đến với giờ thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số loại mai dây tết. Mong cô chú anh chị mình ủng hộ cho em nha. À, đầu tiên là em xin giao lưu là mai hàng giả Hữu Đức loại nhỏ nằm chậu C7. Hàng này giá có nút nụ sẵn rồi nha, mình về chơi Tết được nha cô chú anh chị. Cây thì hiện tại đang nằm chậu C7 nha anh em. Nằm chậu C7. Cây này thì tàn cốt ghép nó già, nó liền cốt hầu như là 100% hết ha. Cây có chỉnh sửa tàn tròn cho anh chị em mình rồi, hàng có nút nụ cho anh chị em mình về chơi Tết luôn nha. Đây. Cây này mình lấy trung bình chiều cao khoảng 50, đều đều khoảng 50, khoảng 3 gang tay đổ lên ha. Liền cốt 100%, cây gốc nhớt quấn rễ liền cốt ha, cũ thì trung bình đều đều khoảng ngón chân cái của mình. Giá bao nhiêu cây ta? Dạ này là em để giá là 70 ngàn một cây. 3 cây em gửi hàng, 5 cây em bao ship và 5 cây em tặng một cây nha. 5 cây tặng một cây. Dạ. Vậy mình khỏi tặng bớt giá xuống cho nó rẻ cho nó dễ ta. 3 gửi hàng ha, 70 ngàn một cây. Dạ. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship tặng thêm một cây. 75, 350 tặng thêm cây nữa rồi còn tính ra có năm mấy ngàn cây. Rồi mình tiếp cái lô thứ hai luôn ha. Loại tiếp theo là cũng là giả Hữu Đức mà hàng này là hàng lớn, nằm chậu xi măng. Nằm chậu 2 tấc 2. 2 tấc 2. Cây này 2 tấc 2, 2 tấc rưỡi. Này 2 tấc rưỡi quá. Nằm chậu 2 tấc rưỡi nha anh em. Vẫn là hàng ghép gốc nhớt liền cốt 100% hết cho anh chị em mình như thế này ha. Cốt ghép của mình nó to hơn ngón tay cái rất là nhiều luôn ha. Nó muốn qua hơn chân cái rồi. Còn cái cũ của mình ở đây thì nó phản gấp đôi ngón chân cái của mình. Nhỏ hơn cổ tay một tí ha. Liền cốt 100%, cây rất là già. Cây này thì về anh em năm nay mình chơi Tết đi, mình có thể là trồng lại cái lô này, cái cốt nó già cây, mình có thể là qua Tết mình chỉnh sửa theo ý thích của mình ha. Còn cây đây thì về chơi Tết vẫn có lúc nụ cho anh chị em mình ha. Chiều cao mình vẫn lấy trung bình đều đều khoảng 50, 50, 55, 60 ha. Dạ. Hàng này là em để giá 200 ngàn một cây, một cây em gửi hàng, 3 cây bao ship. 200 ngàn một cây, một cây gửi hàng, 3 cây bao ship ha. Vẫn là giả Hữu Đức nha anh em, liền cốt 100% hết cho anh chị em mình nha, cốt ghép to hơn tay cái. Giá có 200 thôi, một gửi hàng, 2, 3 bao ship. Đây, còn khuôn viên mai đây ha anh em. Số lượng cây thì bên vườn còn ha. Thì gửi hàng ra, anh em mình được phép là kiểm tra hàng nha. Bây giờ sẽ báo mã số cho anh chị em mình nha. Bây giờ tới báo mã số nha nè. Bắt đầu là mã số 1 luôn ha. Mã số 1 là một cây giả Hữu Đức nha. Để em đo chiều cao đi. Chiều cao trung bình của nó là 55. Tiếng ngang cũng 55. Cây này cũ nở nha nè. Liền cốt 100% ha. Cũ đây nó nở rất là to luôn nè. Cái cốt ghép của mình ngay mình ghép ở đây ha. Cũ to ha. Dạ, cây mã số 1 này là em giao lưu là giá 180 một cây. Bây giờ đồng thời bao ship luôn nha. Mã này là mã số 1 nha anh em. Tiếp tục là mã số 2. Cây có nút già cho nên mình chơi Tết hết nha. Cây này là mã số 2. Chiều cao nó là 60. Tiếng ngang cũng 60. Cây sửa thân ha, sửa thân từ nhỏ, có mấy cái co lắc rất là đẹp luôn. Dạ, mã số 2 này là giá 200 ngàn. Đây, vẫn là ghép liền cốt ha, cũ vẫn là ở cho anh chị em mình ha. Mã số 3. Cây này là cây đại lộc. Chiều cao là 65. Tiếng ngang 50. Ghép vẫn là liền cốt 100% hết nha. Cái củ đây nở rất là to luôn nha nè. Củ này muốn nở bằng cổ tay của mình ha. Nằm tròn vo nguyên một tròn vo luôn. Đại lộc ha. Mã số 3 này là 200 nha. Mã số 4. Chiều cao nó là 85. Cái ngày 65. Này là cây cúc Tân Châu.
cúc trân châu hết em, vẫn là kép cốt liền 100% hết ha, cốt bự hơn tay cái rất là nhiều ha. Mã số 4 này là 250 bao ship nha. Đây ta sẽ tốn thêm cái tiền thùng xốp rồi cái tiền thùng xơ, tiền vận chuyển nữa nha anh em. Mã số 5 rồi đó đi. Cây này 75, chiều cao 75. Ngang 60. Cúc ghép cũng bằng tay cái ha, cây sữa thân. Mã số 4 là mã số 5 này là 250. Nữ hoàng kem. Tiếp tục là mã số 6. Cây số 6 là cây nữ hoàng kem nha. Chiều cao nó là 65. Tiếng ngang là 55. Cây này gốc mai vườn ghép nhưng mà gốc rất là quái ha. Cây này ghép 4 bo, chột bo cũng rất là to, chột bự bằng tay cái của mình ha. Cây phôi mai vàng. Mã số 6 này em giao lưu là 350 bao ship nha. Đây là cây hũ đức lớn. Cây số 7. Cây này ghép gốc rất là quái ha. Hồi đó mình ghép lâu năm anh em ghép nó phù nó quái, giống như cây này cứ ghép công ty quý vậy nè. Ha, nó tăng đồ quái nó phù lên đây một cục bự chảng cái này ha. Tụ già. Chiều cao là 90. Cây này giá là 400k ha nè. Tiếng ngang 60. Cây này già cây. Có 400.000 thôi, bao gồm phí ship cho anh em mình rồi nha. Dạ. Rồi, mã số 8. Cây này tàn dù cây phe thân ha. Chiều cao nó là 1 mét nha. Củ nở thế này, củ bự. Tán ngang 75. Cây mã số 8 này giá là 450.000 ha. Cái củ đây rất là to, cái củ muốn bằng cái nắm tay của em ha. Cây tông cao. Rồi, tiếp tục là mã số 9, cây này giá cũng là 450 luôn, cũng là cây tông cao ha. 89 này anh em mình có thể lấy trên cặp được nha anh em. Giá có mấy trăm ngàn, cây cao này bao ship thì chỉ tốn tiền cước nhiều lắm anh em. Cây này tới 110. Cao 1m1. Nhưng nó là 65. Cây này vẫn là ghép già mùa ha, cái mối ghép của mình ngay đây ha, ghép giả hữu đức nha anh em. Cây nào nội tiền ship cái muốn hết tiền cái cây kìa. Cây chính này là 450 nha. 450 nha. Này nội đóng hai cái thùng xốp, kịch bao phí ship cái nữa là tốn ra khúc rồi. Mã số 11. Chiều cao nó là 1 mét. Cốt ghép ngay trong vị trí này ha, rất là to ha. Tên cốt này luôn bằng cổ tay. Tay ngang là 80. Đo cái hoành. Cái hoành của nó là 15. Mã 11, 500k nha nè. Mã số 12. Cây này cái cốt ghép chỗ này nè anh em, hồi đó cắt ngang đây ghép cái phù ra nó bự muốn cái lần nắm tay luôn ha. Cốt cất cái già luôn. Chiều cao nó 1 mét. Chiều cao là 1 mét ha. Em này sao làm? Đo cái cũ rồi. Dịnh vô đó đọc con cái thôi. Cái cũ 19. Cũ 19 nha anh em. Vậy là giáo Hữu Đức ha. Mã 12 500k nha anh em.
Tiếp tục là mã số 13 ha. Cái thân co được cái co này ha. Năm nay mình chơi năm nay năm sau này mình xả lùng cái bonsai cũng đẹp. Cái này xả lùng xuống lấy một khúc dưới đây được. Chiều cao nó là 95. Chút mình ghép ngay đây nè, cái miếng ghép này. Cái này nay mình cắt chơi năm sau chơi lùng về cũng được. Phá cây lùng lại ha. Cây này đế cũng đẹp. Tới ngàn 75. Cây mã 13 800 bao ship nha. Giá 800 nha nè. Số 14. Mã số 14. Cây này phôi đẹp. Chiều cao cây này là 70. Tới ngàn 65. Đó cây cũ. Ba mươi. Hoành ngay chỗ cái cổ eo chỗ này ha là 30 nha. Cũ này rất là đẹp luôn ha. À, mã 14 này là 800 bao ship luôn nha. Cái này về sang qua cái chậu chữ nhật nữa là đẹp. Mã số 15, mã số cuối cùng luôn nha nè. Cây này quái ghê, cây này già lâu năm dữ lắm. Chiều cao nó là 70. Cái ngàn 60. Cái này về anh em mình kiếm cái chậu chữ nhật, cái này mình vô đo cái hoành, đo cái cốt ghép, đo cái hoành luôn. Cốt ghép đo cái quá cốt ghép là 16. Cái hoành. Cái hoành là 44. Cái này ghép chỗ này nè nha nè, lúc trước cắt ghép ngay chỗ này đây ha. Cái này to, cái phần cốt này bự ghê nè. Cái đế cũng rất là quái ha. Cái này mã số 15 nha nè. Mã số cuối cùng luôn nha. Giá là 800k luôn ha, cũng là giá bao ship luôn cho anh em mình ha. Báo giá 15 mã số cho anh em mình thì báo giá tất cả đều là giá bao ship hết ha. Với hai lô mai hàng chơi Tết mini 70.000 một cây, 3 gửi hàng, 5 bao ship tặng 1. Cái lô thứ hai là 200.000 một cây, 1 cây gửi hàng, 3 cây bao ship và 15 mã số ha. Thì em đã báo chi tiết kích thước cây cho anh chị em mình rồi. Anh chị em mình thấy thích cái mã nào anh em mình cứ liên hệ trực tiếp nhà vườn giùm em nha. Số điện thoại em sẽ ghi ở tên cái tiêu đề. Em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua thêm một lần nữa rất là nhiều.